Trái với dự đoán của giới chuyên môn, FLC Thanh Hóa đã có một trận đấu dễ dàng ngay trên sân của Sông Lam Nghệ An khi đánh bại đối thủ tới 4 bàn không gỡ. Với chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã chính thức góp mặt ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2018. Có thể thấy, hành trình đi đến trận đấu cuối cùng của đội bóng xứ Thanh năm nay không có quá nhiều chông gai. Ở vòng 1/8, FLC Thanh Hóa chỉ phải chạm trán đội bóng hạng dưới Long An. Vì vậy không bất ngờ khi FLC Thanh Hóa dễ dàng vượt ải với tỷ số 2-0 nhờ những pha lập công của Trọng Hoàng và Đình Tùng. Đến vòng tứ kết, ở trận lượt đi trên sân Thanh Hóa, dù Vũ Minh Tuấn đá hỏng một quả phạt đền, nhưng đẳng cấp vượt trội của đội bóng xứ Thanh vẫn được thể hiện rõ trước Bình Phước. Đình Tùng là người mở tỷ số ngay từ phút thứ 9 trước khi Mai Tiến Thành ấn định thắng lợi 2-0 cho đội chủ nhà. Cách biệt hai bàn giúp FLC Thanh Hóa chơi nhàn nhã ở trận lượt về. Dù không thể thêm một lần đánh bại Bình Phước, nhưng tỷ số 1 đều là quá đủ để đưa FLC Thanh Hóa vào bán kết. Phải đến vòng 4 đội, FLC Thanh Hóa mới phải đối mặt với thử thách thực sự mang tên Sông Lam Nghệ An. Ở trận lượt đi trên sân nhà, Thanh Hóa sớm có bàn dẫn sau pha đánh đầu hiểm hóc của Papeoma ở phút thứ 13. Tuy nhiên, lợi thế ấy cũng chỉ duy trì được vỏn vẹn 5 phút trước khi Zimmerling gỡ hòa cho đội khách bằng một tuyệt tác từ ngoài vòng cấm. Cú sút hoàn hảo của cầu thủ người Jamaica khiến thủ thành Bùi Tiến Dũng chỉ còn biết làm nền cho siêu phẩm. Có bàn gỡ, Sông Lam Nghệ An càng chơi càng hay. Đội bóng xứ Nghệ cũng chỉ mất thêm 5 phút để có bàn vươn lên dẫn trước của Olaha. Dù sau đó Rimario gỡ hòa cho Thanh Hóa, nhưng bàn thắng ở những phút cuối của Zimmerling đã giúp Sông Lam Nghệ An ra về với chiến thắng cùng 3 bàn ghi được trên sân khách. Đây thực sự là trận đấu mà Sông Lam Nghệ An đã chơi hay hơn và cũng là giai đoạn phong độ của Phan Văn Đức và các đồng đội đang lên cực cao. Để thua 2-3 ngay trên sân nhà, FLC Thanh Hóa hành quân đến sân Vinh trong trận lượt về với những khó khăn đã được dự báo trước. Thế nhưng ít ai ngờ, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng lại có một trận đấu dễ dàng đến vậy. Buộc phải ghi ít nhất 2 bàn nếu muốn đi tiếp, FLC Thanh Hóa tràn lên áp đảo Sông Lam Nghệ An ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những sức ép của đội bóng xứ Thanh được đền đáp ở phút thứ 15 khi trung vệ Minh Tùng mở tỷ số sau một tình huống phạt góc, đồng thời săn bằng cách biệt sau 2 lượt trận. Lúc này FLC Thanh Hóa chỉ còn kém Sông Lam Nghệ An về số bàn thắng sân khách. Trong khoảng thời gian tiếp theo, đội bóng xứ Thanh vẫn miệt mài tấn công và đến phút 64, lại vẫn từ một quả phạt góc, Papeoma thoải mái đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Kể từ đây, Sông Lam Nghệ An chính thức vụn vỡ. Những bàn thắng sau đó của Trọng Hoàng và Rimario chỉ mang ý nghĩa tô điểm thêm sự lung linh cho chiến thắng của FLC Thanh Hóa. Đánh bại Sông Lam Nghệ An với tổng tỷ số 6-3 sau 2 lượt trận, FLC Thanh Hóa hiên ngang tiến vào trận chung kết Cúp Quốc gia. Dù khởi đầu mùa giải với không ít khó khăn và trải qua sự xáo trộn cả trên băng ghế huấn luyện lẫn cầu thủ, nhưng FLC Thanh Hóa dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã điền tên mình vào trận đấu cuối cùng tại Cúp Quốc gia Sư Tử Trắng 2018. Chưa biết đối thủ trong trận chung kết sẽ là câu lạc bộ Hà Nội hay BKMX Bình Dương, nhưng chắc chắn FLC Thanh Hóa sẽ chiến đấu với hơn 100% nỗ lực để mang về danh hiệu duy nhất mà họ còn có thể đạt được ở mùa giải năm nay.